Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 12 tiếp tục xét hỏi tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 35 bị cáo. Nhiều luật sư bào chữa cho một số bị cáo bỏ trốn cho biết là thân chủ của mình đã gửi đơn xin hợp tác với tòa án. Trong vụ án này thì có tổng số là 36 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó có 8 bị cáo đã xuất cảnh, đang bỏ trốn và bị cơ quan điều tra truy nã. Việc 8 bị cáo này bỏ trốn bị xác định là đã gây khó khăn cho việc giải quyết vụ án. Cơ quan điều tra đã phát thư kêu gọi ra trình diện hoặc đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, thực hiện quyền bào chữa theo quy định. Trường hợp không ra đầu thú coi như từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố xét xử. Chiều nay thì phiên tòa tiếp tục với phần luật sư tham gia xét hỏi các bị cáo.